Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2022. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 3, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 13. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương được tăng cường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận yêu cầu, trong quý tư, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng, quan tâm đến công tác khoa giáo cơ sở, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng chính trị ở các trung tâm, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổng kết đánh giá hoạt động năm 2022, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023, tổ chức tốt cuộc thi viết Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ.